Tôi chả hiểu anh chị thiếu thốn cái gì nhỉ? Mà có thiếu thốn thì cũng cố mà nhịn đi. Thì may cho nó cái quần áo cho nó tử tế đi. Con là con gái mẹ, con được học hành đến nơi đến chốn, được dạy dỗ đàng hoàng. Không phải thích mặc gì thì mặc, thích làm gì thì làm. Mình phải có cái giá của mình chứ. Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi? Nhà cháu ở phố nào? Bố mẹ còn khỏe chứ hả? Làm nghề gì hả cháu? Mẹ, bạn của con mà mẹ hỏi gì như hỏi cung. Bạn trai của con gái mẹ thì mẹ phải tìm hiểu cho nó kỹ chứ con. Trong khi con đường đường là một cô gái ở thành phố thì con lại chạy ngược về nhà quê để lấy chồng. Như thế có phải là dại không? Nó lườm, nó quát. Mày cũng không làm gì được ha. Để đến lúc nó tung trưởng, nó cho mấy quả vào mồm anh, anh vẫy 32 cái răng không còn cái răng để ăn cháo. Chồng bảo gì phải làm đấy, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Tốt lắm, con làm tốt lắm. Mà tôi nói cho cô nghe, cô phải phụng dưỡng, không được lời ra tiếng vào để mẹ tôi tủi thân, cô hiểu chưa? Dạ, vâng ạ.